các bạn robot điều khiển từ xa, smartbot, đây là chiếc robot điều khiển từ xa có thể nhảy múa và hát, đọc tiếng Anh, các kiểu con đa điều luôn. Sau đây mình sẽ mở hộp. Đây là tờ giấy hướng dẫn sử dụng, có tiếng Anh và tiếng Trung. Tiếp theo là tay điều khiển, cáp sạc và cuối cùng là con robot. Robot nhìn qua thì ở bên đằng phía sau đây là có một chiếc loa, ở đây là vị trí cắm sạc. Đằng trước thì có hai cái bát tín hiệu, nút reset, lúc này là nút reset, nút tắt và một cái cảm biến ở đây. Bây giờ mình sẽ bật lên cho các bạn xem. Ở phía dưới thì có bốn bánh xe. Sau đây bây giờ mình sẽ bật lên. Đây. Đây. Ở trên mặt có đèn nét. Đấy. Bây giờ chào nó đi. Bạn này không quá ạ. Bạn này nhỏ quá đây là đi, cái này cần là tương đồng cho nó chạy. Đó. Các bạn dừng lại, các bạn bấm nút này. Đó, sẽ dừng lại. Bây giờ mình sẽ thử về tay của họ. Đó, nó cảm biến tay các bạn ạ. Khi các bạn để tay này đằng trước nó sẽ lùi lại. Đó. Làm sẽ thực hiện. Rất là hay, chơi rất là hay.
唱歌一直是我的爱好，我们一起来学习英语吧。 OK， 开始咯。 Hello, nice to meet you. Hello, nice to meet you. 你好，很高兴见到你。 Good morning. Good morning. 早上好。 Good evening. Good evening. 晚上好。 Thank you. Thank you. 谢谢。 You are welcome.You are welcome. 不用谢。 Come in, please. 你好，我是三号级别的你，有超强的男性能力，能感应到你的来来来。我还没笑过。Yeah.